Chào cả nhà, hôm nay thì Kênh Thai TV cũng xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái kết quả trận đấu giữa Timor-Leste gặp U20 Việt Nam trong khuôn khổ là vòng loại U20 châu Á năm 2023 năm sau diễn ra tại Uzbekistan. Hiệp một trận đấu này vừa mới kết thúc có tỷ số là 2-0 nghiêng về U20 Việt Nam. Thật sự là trong vòng 15 phút đầu tiên thì U20 Việt Nam đã nhanh chóng có được hai bàn thắng và tưởng chừng như chúng ta đã có được một cái chiến thắng đậm trong hiệp 1, nhưng mà cuối cùng 30 phút sau đó thì U20 Việt Nam của chúng ta đã đá có phần trùng chân xuống và không có được cái bàn thắng nào nữa. Đây là một cái kết quả thật sự là làm Thai TV không có được vui nha quý vị. Vì là cái mục tiêu của trận đấu này là chúng ta thắng càng đậm càng tốt để mà tạo áp lực lên cái đội bóng mà cạnh tranh trực tiếp cái ngôi đầu bảng với lại Việt Nam chúng ta, đó chính là chủ nhà Indonesia. Vì hiện tại bây giờ chúng ta mới chỉ có là dương 6, còn Indonesia họ cũng là dương 4, nhưng mà tối nay họ cũng chỉ có gặp Hồng Kông Trung Quốc mà thôi. Nếu như mà chúng ta giữ được cái tỷ số bàn thắng bàn thua thì thứ nhất chúng ta sẽ so sánh được với lại là Indonesia. Nếu mà chúng ta đụng chạm với Indonesia, nếu mà chúng ta hơn tỷ số bàn thắng bàn thua thì chúng ta sẽ chỉ cần một cái trận hòa nữa là xong, là chúng ta sẽ có vé vào chơi vòng chung kết U20 châu Á năm 2023. Còn nếu như mà chúng ta trường hợp mà chúng ta không có vượt qua được Indonesia, ngưỡng cửa Indonesia chúng ta đứng vị trí gì bảng thì cái tỷ số bàn thắng bàn thua cũng rất là quan trọng khi mà so sánh với lại là các cái đội bóng nhì bảng khác ở các cái bảng đấu khác đó. Cho nên là hiện tại bây giờ thì cái tỷ số 2-0 là làm Thai TV vẫn chưa hài lòng cho lắm, và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ một cái hiệp 2 xem là Việt Nam của chúng ta sẽ làm như thế nào để mà có những cái bàn thắng thật là nhiều vào lưới của Timor-Leste đến nha quý vị. Và bây giờ Thai TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video sớm nhất, và hy vọng rằng chúng ta sẽ còn rất là nhiều việc và phải làm, và hãy tung Phúc Văn Khang hay là các cầu thủ tốt nhất vào đi. Tôi nghĩ rằng là cái trận đấu sau á, chúng ta cũng không có quan trọng để mà vượt qua, phải bắt buộc phải vượt qua Indonesia đâu. Chúng ta còn rất là nhiều sự lựa chọn, quan trọng là bàn thắng của chúng ta thật là nhiều để mà chúng ta cạnh tranh. Nếu mà không được cái chỗ này thì chúng ta còn cái chỗ khác, đó là cái tính toán của Thai TV. Còn quý vị và các bạn tính như thế nào thì Thai TV cũng không có. Thật sự là hiện tại bây giờ thì Việt Nam của chúng ta đang ngồi đá đội hình hai như quý vị, đội hình dự bị đấy. Cho nên là thật sự là chúng ta cũng không có cái kết quả là thắng quá đậm đối với lại là Timor-Leste, và hy vọng hiệp hai chúng ta sẽ còn thật là nhiều bàn thắng nữa đến với lại là Việt Nam. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thương Thai TV 2 thì hãy cho Thai TV 2 một like, một comment, một share, một lượt đăng ký kênh để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.